Dạ xin chào bà con. Thì bà con xem được clip này thì bà con chuẩn bị ha. Vào lúc 9 giờ đến 10 giờ thì bà con Cà Mau đi ra ngay bến xe trước cổng xe chỗ quán nhà nghỉ số 100, cái lần trước chỗ mà lần trước Tuấn cho Tuấn sẽ phát cây dành dành cho bà con ha. Tại vì lần trước Tuấn có đi xuống rồi mà tại vì người Cà Mau dễ thương quá nhiệt tình với Tuấn quá nên Tuấn đi xuống một chuyến nữa. Thì thông báo cho con vào lúc 9 giờ đến 10 giờ, Tuấn 10 giờ sáng ngày 31 tây tháng 10 Tuấn sẽ cho cái dành dành ngay cổng bến xe Cà Mau, ngay cổng bến xe Cà Mau bà con. Thì trước cổng có một cái nhà nghỉ tên là nhà nghỉ số 100 gì đó, bà con vô đó ngồi đợi Tuấn ha. Thì khoảng giờ đó thì bà con nào đến trước á thì bà con ngồi đợi Tuấn tí xíu, Tuấn cũng tranh thủ rồi xong cái bà con Cà Mau. Thì bà con ở Vĩnh Long thì Tuấn sẽ phát cây cho bà con Vĩnh Long từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều ngày hôm nay luôn nha bà con. Ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 10. Thì bà con Vĩnh Long thì đi lại vòng xoay. Vòng xoay hồi nãy thì có một bà con bình luận là nó vòng xoay Trường An. Thì cái vòng xoay này á Tính cũng không có rành được cái nó tên gì, nhưng mà ở trên tính từ Bắc Mỹ Thuận đi xuống á thì có vòng xoay. Quẹo phải á, thì đi về đường tránh á, đường tránh đi về Cần Thơ á. Còn đi thẳng á, là vô cổng trung tâm của Vĩnh Long. Thì giấc chiều á, Tuấn ở dưới Tuấn về thì bà con mấy bên tay trái á, mấy bên tay phải á, mấy bên tay phải dòng xe là ngay cái cổng con ngay cổng chào vô thành phố Vĩnh Long á. Bà con ai ở gần gần đó đến đó Tuấn sẽ về tranh thủ từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Tuấn sẽ có ghé đó để phát cây cho bà con ha, tại sẵn cái chuyến về của Tuấn á. Ý tưởng đó này Tuấn cũng chưa phát cây cho bà con Vĩnh Long. Rồi bà con Vĩnh Long vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tây tháng 10, ngay cái cổng dung cái cổng chào ở chỗ vòng xoay á, vòng xoay Trường An gì đó. Tại nghe Tuấn nghe cái anh chị khán giả bình luận nha, Tuấn thì Tuấn nói theo. Nhưng mà cái vòng xoay này á, từ ở trên tính từ cầu Bắc Mỹ Thuận chạy xuống là có vòng xoay một quẹo phải á, thì bà con đi về đường tránh á, đường tránh Vĩnh Long á, đi xuống Cần Thơ bà đồ đó. Còn đi thẳng á, là bà con vô cổng chào của Vĩnh Long. Thì nói chung cũng ngay cổng chào của con, dùng cổng chào thì Tuấn ở dưới tiếng về Tuấn sẽ tấp vô đó ha, khoảng 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Rồi bà con Vĩnh Long và bà con Cà Mau thì xem được clip này thì sắp xếp thời gian để giờ đó ra Tuấn sẽ gửi cây cho bà con dành dành ha. Thì bà con khi nhận cây thì dành thì bà con hỗ trợ cho Tuấn một ít tùy tâm. Thì bà con đừng tính có kinh phí để đi được cái chuyến sau nữa bà con, tại vì tiền thuê xe nó rất là cao. Tuấn là thuê xe không à, nhưng mà Tuấn cũng bảo cũng như thật lòng với bà con nha. Thì đi á thì cái kinh phí của bà con gửi á không đủ, nhưng mà Tuấn cũng cố gắng đi. Còn là nếu mà hôm nào đủ là mừng rồi đó, gỡ cây giùm con hôm nào đủ là mừng rồi đó. Còn ăn uống Tuấn tự chịu không luôn á. Nhưng mà thôi cuộc sống mà, Tuấn giúp được cái gì thì giúp được cho bà con thì cố gắng biết sao giờ. Rồi hẹn bà con Bạc Liêu vào con ngày mà Vĩnh Long, ngày mai gặp lại, tạm biệt bà con.